Mẹ chính là người sinh ra ta, nuôi nấng ta khôn lớn từng ngày, vượt qua bao khó khăn vất vả. Thế nhưng cũng có những người mẹ nhẫn tâm bỏ mặc con mình bơ vơ không nơi nương tựa. Hãy cùng Thu Hiền TV đón xem câu chuyện của hai anh em Tuấn và Hân nhé. Đừng có hành hạ mẹ nữa, mau ra đi con. Con bế em đi. Yêu quá cơ. Mẹ, em nằm đây nhé. Mẹ, mẹ, mẹ đi đâu thế? Mẹ, sao mẹ lại bỏ đi? Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Anh đây, anh đây, để anh bế. Ngoan nào, đừng khóc nữa, anh thương. 10 năm sau. Nhìn tớ nè. Yeah, tớ đã bảo là tớ bắt được mà. Các cậu đừng sợ, cho mình chơi cùng các cậu với. Yêu quái. Mọi người. Yêu quái, cút đi, cút khỏi đây. Đồ yêu quái, sao mày không chạy tiếp đi? Tớ có làm gì các cậu đâu. Đồ phù thủy, đồ xấu xí. Mấy đứa kia, dừng lại. Chúng mày có đi ngay không? Đồ yêu quái xấu xí. Em gái, em có sao không? Thôi, đừng khóc nữa, nín đi mà. Cho chúng em xin ít tiền. Em cảm ơn à. Cảm ơn à, cảm ơn anh, cảm ơn. Cảm ơn anh. Hôm nay chúng ta có cơm ăn rồi. Đứng lại. Trả lại đây. Bỏ chân tao ra. Không, tôi xin anh đấy, trả lại đây. Không buông này, không buông này. Anh, anh có sao không? Có ai không? Cứu anh tôi với. Anh ơi, cố gắng lên anh. Bác sĩ ơi, mở cửa. Bác sĩ ơi. Có chuyện gì thế? Bác sĩ, cứu anh tôi với. Anh tôi sắp chết rồi. Tôi cầu xin bác sĩ. Thế có tiền không? Thôi, đi đi. Bác sĩ, bác sĩ. Anh, chúng ta về nhà thôi. Phải đi xin chút gì về cho anh ăn. Anh chị ơi, cho em xin ít tiền ăn cơm. Em cảm ơn anh. Trời ơi, quái vật. Mình phải che mặt đi thôi. Cái con xấu xí kìa, con yêu quái này. Ăn xin mà cũng được nhiều tiền thế. Đứng lại, ai cho mày đi? Đúng là đồ ăn mày, nhìn cái áo nó đi. Tránh ra. May quá, bọn nó không đuổi theo. Đói quá. Vâng, ok chị, lát em qua. Vâng, em biết rồi. Làm sao bây giờ? Con rành con, đứng lại, đưa đây. Đưa ngay đây. Không đưa. Đưa đây. Không. Bớt người ta. Cháu, cháu có sao không? Ví của cô này. Cảm ơn cháu. Này, cháu ơi. Anh dạy ăn bánh đi. Anh ăn
là con của tôi. Anh cố ăn đi. Anh có sao không? Alo, bác sĩ à, hãy giúp tôi đến khám cho bọn trẻ. Bác sĩ. Được rồi, vết thương đã ổn rồi, chú ý cẩn thận. Bác sĩ, chúng tôi có gọi bác đâu. Tôi biết, có người đã gọi cho tôi. Chào bà. Là mẹ gọi. Cô là... Tại sao lại là bà? Mẹ xin lỗi, các con hãy để cho mẹ chăm sóc các con. Tôi không cần bà phải xin lỗi, bà đi đi. Mẹ có mua một ít đồ cho con và một ít thuốc để con uống. Tôi không cần, bà về đi. Tuấn, để mẹ đỡ con. Bỏ ra, tôi không cần. Mẹ mua quần áo mới cho con đây, con nhìn xem. Đẹp quá, anh Tuấn. Anh xem này, anh thấy bộ đồ này có đẹp không? Các con ở nhà nhé, mẹ đi đây. Chào cô ạ, mai cô lại đến nhé. Hân, em thích bà ta lắm à? Dạ vâng. Nếu anh nói với em bà ta chính là người đã bỏ rơi chúng ta thì sao? Chẳng phải bây giờ mẹ đã về rồi sao? Ngày hôm sau. Mẹ! Mẹ, hôm nay mẹ lại đến à? Con gái của mẹ, cho mẹ xin lỗi. Thời gian qua mẹ đã có lỗi với hai anh em. Một khi đã nắm chặt tay sẽ không bao giờ buông. Một khi đã yêu thương hết lòng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bởi vì tìm được một hạnh phúc quá khó. Hãy cùng Thu Hiền TV đón xem cái kết thật đẹp của ngày hôm nay nhé. Nhìn đẹp quá mày, đẹp thật đấy. Đúng là cưới đại gia nó phải khác. Hiền hôm nay đẹp thật, công nhận, nhìn nó kìa. Cảm ơn mọi người. Phương, con có đồng ý lấy Thu Hiền làm vợ không? Con đồng ý. Hiền, con có đồng ý lấy Phương làm chồng không? Con dừng lại, con không đồng ý. Anh là ai? Đi theo anh. Đứng lại. Có chuyện gì thế nhỉ? Sao thế? Không biết nữa. 3 tháng trước. Ơ, chú chó này đáng yêu quá. Lucky, Lucky ơi, em đâu rồi? Chắc đây là chú chó mà cô ấy đang tìm. Thôi chết, nó chạy đâu mất rồi. À, em đây rồi. Lucky, đi về thôi. Ơ, về nhà thôi Lucky. Ngày hôm sau. Mà mùi gì thế nhỉ? Anh là ai, sao lại ở đây? Là cô kéo tôi về đây mà, sao lại hỏi thế? Tôi kéo anh về á. Lucky ngoan. Một tiếng sau. Ăn sáng rồi đi đi, tôi còn đi làm nữa. Anh cầm lấy số tiền này nhé. Mệt quá. Sao lại có khăn? Cô tỉnh rồi à? Ừ. Sao anh lại còn ở đây? Cô ngồi chờ tôi một chút nhé. Thuốc đây.
Cô ăn cháo đi rồi uống thuốc. Thôi được rồi, anh cứ để cho tôi tự lo được. Anh đi về được rồi. Thật ra thì tôi không còn chỗ nào để đi cả. Dù như thế thì anh cũng không thể ở đây được. Trước giờ tôi chỉ nuôi một mình Lucky mà thôi. À, vậy bây giờ tôi sẽ thay Lucky bầu bạn với cô được không? Anh đừng đùa nữa. Thôi được rồi. Thôi. Wow, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ thế này. Cô về rồi à? Cô rửa tay đi rồi vào ăn cơm. Tôi chuẩn bị bữa trưa cho cô rồi. Của cô đây. Cô ăn đi. Công việc của cô hôm nay thế nào? Không có vấn đề gì. Alo. Hiền à, công ty bố phá sản rồi. Chắc bố phải lánh đi. Vậy còn con, bây giờ phải làm thế nào? Chỉ còn một cách. Con hãy lấy Phương, con trai tập đoàn Hoàng Kim, thì ông ấy sẽ tha cho bố con ta. Không, con không muốn. Này, hình như nhà Hiền gặp chuyện hay sao ấy. Không biết nữa. Hiền ơi, con phải cứu bố. Rồi ạ. Làm thế nào bây giờ? Hiền à, anh tặng em. Anh đã nghe qua về chuyện của bố em rồi. Giờ ý em thế nào? Ôi trời ơi, bạn trai của Hiền à. Ôi, Hiền sướng thật đấy. Có bạn trai vừa giàu lại còn đẹp trai nữa. Chả nhẹ, em muốn bố em phải đi tù à? Ôi trời ơi, nhìn kìa, mình phải chụp ảnh lại mới được. Cô ấy sẽ thích lắm đây. Ơ, kìa, chẳng phải là Hiền sao? Anh Tuấn, có lẽ đến lúc anh phải đi rồi. Tạm biệt em. Em hiện tại. Em có mệt lắm không? Em không mệt. Mày định phá đám cưới của tao à? Anh thôi cái trò đó của anh đi. Lo cho bản thân mình trước đã. Mày không cần phải lo cho tao. Alo bố ạ. Con, mọi chuyện đã bị phá hỏng hết rồi. Bố phải đi trốn đây. Tôi đã đưa hết bằng chứng phạm tội của bố con anh cho cảnh sát rồi. Bây giờ anh nên lo cho bản thân của anh đi. Cứ đợi đấy, tao sẽ không để yên chuyện này đâu. Xin lỗi em, trong khoảng thời gian qua anh đã giấu em. Này mày ơi, tội nghiệp con Hiền nhờ. Phải lấy cái người mình không thích. Tại sao thế chị? Thế mày không nhớ à? Nhà nó đang bị phá sản, bố nó giờ phải đi trốn. Muốn thoát tội thì phải lấy cái thằng công tử kia. Sao hai cô gái này quen thế nhờ? Mà tại sao lại nhắc đến Hiền? Nhà bị phá sản, tại sao lại thế? Hiền, em đồng ý làm vợ anh nhé. Em đồng ý. Là phụ nữ, phải biết tỉnh táo lựa chọn người đàn ông yêu thương mình. Nếu không may gặp phải kẻ không ra gì thì đừng cố chấp để níu kéo. Ai cũng xứng đáng được lựa chọn hạnh phúc của cuộc đời mình. À! Chuyện này là sao? Cái thai này là của thằng nào? Nói chị nghe xem, sao cứ gãi đầu vậy? Phải rồi, là hôm đó. Ngày hôm đó.
có một người đã vào phòng em. Nhưng là thằng nào? Em không nhớ nữa. Đã vậy thì đi hỏi từng người một. Từng người một. À! Nó sắp lấy vợ rồi, nhỡ là nó thì phải làm sao? Hân, có chuyện gì thế? Sao mày không nói qua điện thoại mà phải qua tận đây? Tao cũng không biết nói thế nào nữa. Nay mày làm sao vậy? Vào nhà ngồi đi. 2 tháng trước, có phải mày là người vào phòng tao không? Cái gì cơ? Theo tao. Hôm đó mày say quắc thần câu cơ mà. Mày, thì ra đúng là mày. Mày nghĩ tao xỉn thì tao không biết gì à? Tao xin lỗi. Nhưng tao cũng sợ nên không dám nói ra. Thằng khốn nạn, tao có bầu rồi, mày định thế nào đây? Bầu gì? Mày nói linh tinh gì đấy? Vợ ơi! Vợ, anh đến đây. Vợ. À! Sao lại là mày hả con kia? Vợ tao đâu? Ai thế? Sao tự nhiên đau thế nhờ? Tao chỉ sợ ý đạp vào mặt mày thôi. Chứ ai làm gì mà mày có bầu? Thế không phải mày à? Vậy là ai? Thằng này, sao không chịu nghe điện thoại của mình? Phải rồi, từ hôm đó nó cứ luôn tránh mặt mình. Chẳng nhẽ là nó? Sao nó lại đến đây? Mày đứng lại cho tao. Sao thấy tao mày lại chạy? Tao có chạy đâu, tự dưng tao nhớ ra quên chút đồ ở cơ quan, định quay lại lấy. Nói chuyện với tao đã rồi muốn đi đâu thì đi. Có chuyện gì? Mày nói sự thật cái đêm 2 tháng trước cho tao biết. Nể tình bạn bè tao sẽ không trách mày đâu. Mày quên chuyện đó đi, không có gì xảy ra cả. Tao xin mày đó, mày đừng kể với ai, không tao xấu hổ lắm. Thật sự là mày, cũng không thể trách mày được. Chúng ta đều say mà, chỉ cần mày chịu thừa nhận là được rồi. Hôm đó tao đâu có say, tao thích thằng Tuấn thật. Cái gì cơ? Đáng yêu quá đi mất. Hận, mày đang làm gì nó thế? Bẻ cái mồm thôi, mày còn xem tao là bạn không? Tao không ngờ mày lại là người như vậy. Mày đừng nói nữa. Tao cũng không muốn như vậy, nhưng cảm xúc đó không kiểm soát được. Vậy mà tao cứ tưởng mày thật. Nói rõ ra xem nào. Sao không để tối gặp mà gọi ra gấp thế? Mày thích tao đúng không? Mày nói gì vậy Hân? Nói thật đi. Đúng là tao từng thích mày. Có phải đêm tụ tập 2 tháng trước mày đã làm chuyện có lỗi với tao đúng không? Mày biết rồi à? Thì ra đúng là mày. Tại sao mày không nói cho tao biết? Tại tao sợ mày không chấp nhận. Bây giờ có bầu rồi, mày định thế nào đây? Có bầu á? Tao được làm cha rồi á? Yeah, mình được làm cha rồi. Cảm ơn mày, tao phải cầu hôn cô ấy ngay mới được. À, thế còn tao? Thằng kia. Sao rồi? Đều không phải. Mà em còn phát hiện ra chúng nó giấu em bao nhiêu là chuyện. Bạn với cha mẹ. Thôi, có chị ở đây rồi. Sao mày bảo là đi cầu hôn? Chả nhẽ là tao à? Tao không đến đây thì đến đâu? Hân, đi ra chỗ khác. Hiền, tặng em. Em hãy đồng ý để anh được chăm sóc em và con của chúng ta nhé. Chuyện này là sao? Mày chả bảo tao là cô ấy có bầu còn gì? Người có bầu là tao đây này. À, thật ra người có thai là chị. Chị chỉ nhân cơ hội này để nói với em, xã hội hiểm ác, con gái không được buông thả bản thân mình. Vậy là chúng ta có con thật sao? Đúng vậy. Khoan, hai người giải thích rõ ràng đã. Mọi chuyện là thế này. Hân, chị về rồi. Hân, con bé này uống cũng phải có chừng mực chứ. Con gái con đứa chẳng biết sợ là gì cả. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? À, sao cậu lại nằm đây?
Chị Hiền, chúng ta nói chuyện một chút được không? Cậu về trước đi, tôi không có gì để nói hết. Chị, cậu làm trò gì vậy? Đừng lại đây. Chị, em thích chị lâu rồi, em muốn chịu trách nhiệm về chuyện hôm nay. Chị có thể cho em cơ hội được không? Tôi không hiểu cậu nói gì cả. Chuyện gì cơ? Mặt của tôi. Cậu đi về trước đi. Không, nếu chị không trả lời, em sẽ không đi đâu hết. Thôi được rồi, nhưng chúng ta thử tìm hiểu trước đã. Chị đồng ý rồi, cậu đi về trước đi. Đừng để Hân nó biết, tôi sẽ nói với nó sau. Ai đã gây ra chuyện này? Khuôn mặt xinh đẹp của tôi. Hân, xảy ra chuyện gì vậy? Chị về khi nào? À, chị vừa về thì thấy tiếng hét của em. Chị có bắt gặp ai khác ở nhà mình không? Không, chị có gặp ai đâu. Chuyện là như vậy, xin lỗi vì đã giấu em. Nhưng nhờ em, chị cũng biết được anh ấy yêu thương chị thật lòng, xứng đáng để gửi gắm. Để anh đưa em đi khám thai nhé. Trời ơi, một thằng thì lấy vợ, một thằng thì không thích con gái, còn một thằng thì hút luôn chị gái của.